Xin chào các bạn và các em nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thiệt Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình lại đi vô trong farm, trong rẫy để mình hái dâu tây, hái mâm xôi, hái tất cả những cái trái cây gì mà chín là mình gom hết vô trong giỏ mình gửi đến cho các bạn xem nha. Đi farm lần 2 của năm 2020. Bây giờ mình sẽ tiến thẳng ra phía trước để xem rồi mình quay ở ngoài đường cho các bạn xem nha. Hôm nay để mọc không trang điểm tiếp nha các bạn. Đây các bạn, rừng thông. Rồi đây là đường xe đang chạy. Người ta chạy đi đâu chứ mình đi vô farm mình hái rau củ trái cây rồi đó các bạn ơi, mê lắm. Quẹo vô đây là tới ngay cái farm mà mình cần vô để hái này các bạn. Đó, mê mệt quá chừng là cũng đông người quá ha. Đây là cái farm, chuẩn bị mình quẹo vô đây, mình vô mình hái dâu tây nha. Ở trong cái farm này người ta có bán trái cây đủ thứ, rồi bánh trái người ta làm tại farm á. Đó. Rồi ra chỗ này là chỗ đậu xe nè. Các bạn ơi, sẵn sàng bây giờ chuẩn bị xuống xe thì mình phải đeo khẩu trang. Bây giờ thấy ai đi hái trái cây cũng đeo khẩu trang nha các bạn. Đó, bảo vệ là tốt nhất. Rồi bây giờ sẽ đi thôi. Đó, cái farm nhỏ nhỏ đây các bạn ơi. Nhìn nó rất là nhỏ nhỏ. Mọi người bây giờ ai hở cái khiên ra, thùng này thùng kia ra. Các bạn ơi, bây giờ ngay một cánh đồng dâu tây nè. Bây giờ mình sẽ vô trong đó mình hái dâu tây cho các bạn xem. Cái này mùa này đi hái dâu tây cứ ngày nào cũng dâu tây mà thôi. Đi em đây, đi hái. Em đi đâu vậy? Các bạn ơi, nhìn nó xanh ngát mà rất là nhiều trái luôn, sẽ hái nha. Đây, hôm nay hái cái rổ này hay cái rổ này không biết nữa. Đây, đi hái thôi. Mê rung tay luôn nè. Đây, cái đá này bằng ở nhà mình nè các bạn. Đó, mình sẽ hái trái này. Wow, một trái, hai, ba, nhanh tay chứ trời nó mưa các bạn. Nè, nhìn đã chưa? Dâu này ngon ha. Đó, đi tiếp. Ông xã mình ở kia, ông cũng phụ hái. Hái cho nhanh, cho đầy vỏ, cho mau về nè các bạn ơi. Để coi ông xã hái được gì. Wow, cái bự gì, muốn ăn các bạn ơi. Wow, nhìn thấy ngon quá, muốn ăn quá thôi. Nhìn cái trái ông xã. Cơ ông xã mình hái cho mình được trái này, muốn ăn liền thôi các bạn. Nó bự, chắc nó ngon lắm ha. Thử nha các bạn. Mời các bạn ăn thử nha. 1, 2, 3. Tuyệt vời ông mặt trời. Quá đã luôn các bạn. Ngon quá, thơm. Đọng nước ở trong trái dâu, cắn cái là nó đổ giống như là hương vị dâu mà người ta đổ tự trên máng xối mà nó đổ xuống. Nó cảm giác nó nhiều nước như vậy. Ngất ngay trời đất nha các bạn. Rất là rộng luôn, chỉ có mình và dâu tây và mọi người thôi. Không có xe qua lại dưới chân, xe ở ngoài đường kia. Ngoài đường rất là xa các bạn, các bạn xem theo. Đi hái tiếp thôi, ăn trái rồi, có sức rồi các bạn. Đưa nè. Đây là một ổ trái bự nè các bạn. Nhưng mà chỉ có trái này bự thôi. Đó, hái.
Mấy cháu nhỏ không hái, hái chút bự. Đó, giờ trong farm trái nào nó cũng đều đều như trái đó các bạn. Giờ đi tìm trái bự thì nó cũng khó lắm, cho nên mình thấy trái nào đều đều giống nhau là mình hái, bỏ vô đây. Cái rổ này có duyên hết sức luôn. Đó, ở nhà hái cho đã rồi giờ vô farm hái tiếp. Coi coi bên kia kìa các bạn. Bên kia quá chừng dâu tay mà nó dính đất á, ít có ai hái lắm xung quanh nè. Đó mọi người nè, đó xung quanh ha, mọi người đi hái rất là đã luôn. Trẻ em con nít, người lớn, người già gì cũng đi hái dẹp này. Đó đẹp không, hy vọng ở đây có nhiều nhiều nha. Hái cho đầy thôi. Đó các bạn ơi, các bạn ơi, lội khắp từ nãy giờ đi tìm những cái hàng dâu tay bự. Hy vọng chỗ này có trái bự nha. Mình mới thấy qua, thấy một trái bự nè. Các bạn thấy dâu tay không? Cưng ha. Có trái này bự nè. Ú lu ú nồng. Trái bự. Trái vừa. Trái là bự nữa không? Wow, bên này có dâu cuộn như sóng gió này các bạn. Hái tiếp thôi. Ở đây nữa, bên đây nữa. Mới rồi đây này. Hôm nay nhiều dâu chín đẹp quá các bạn ơi. Mê, hết sức mê. Đẹp đều ha. Chín mọng. Kêu xã mình cũng ngồi hái nè. Hái nhanh nhanh cho đầy vỏ. Wow, các bạn thấy không? Những trái dâu phía ngoài á, nó chín không ai hái, nó bự quá chừng. Wow, trái dâu này nó bự, thiệt là bự nè các bạn ơi. Nhìn trái dâu đã chưa? Wow, mê chưa? Bên này nữa nè, màu đẹp ha. Đó, cái hộp nó cũng đẹp nữa. Cái cuốn nó cũng dễ thương nữa. Cái cọng nó cũng được xinh nữa. Mừng, hết sẽ mừng hái được một trái dâu bự. Wow, xuất sắc luôn ha. Ở trong này đủ kiểu loại dâu các bạn ơi. Dâu này ở nhà mình cũng có này, giống cái trái chuông nè. Đó, trái châu chứ. Wow, bên này có một trái nó bự to đùng nè các bạn ơi. Nhanh tay chụp lấy. Đó, xuất sắc luôn. Cưng. Màu đẹp y như là cái kẹo ha. Kẹo đỏ. Kẹo dâu tay đỏ tuyệt. Đẹp ha. Xuất sắc xuất sắc. Dâu tay năm nay tuyệt vời. Xuất sắc xuất sắc. Dâu tay dâu tay dâu tay. Quá xuất sắc. Đi tìm cái bự ha. Này. Đây, đây, đây. Các bạn ơi, các bạn. Đây 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 đây. Chụp. Cái này cũng được thôi, không bự lắm. Ok. Đó. Nhanh ha. Mới hái đầy nhanh dễ sợ chưa? Sắp đầy rổ rồi. Wow. Nhìn dâu này các bạn, dâu dọc đường này nó dính bụi á, không có ai hái. Nhìn thấy tội nghiệp không? Dính bụi là người ta không hái đâu, người ta chỉ hái những cái trái sạch thôi. Trái sạch sẽ như thế này nè, người ta hái nè. Đó. Lóc ngóc rồi, dâu dính bụi, dâu bị hư nữa nè. Bên này chắc mình trúng ổ rồi, trúng cái ổ của dâu rồi đây nè. Đẹp chưa? Đẹp ha. Cặp này hái được nè.
Có con nhện 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 hai hai một hai ba up thì wow. Con xã của mình hái tới đâu rồi? Đây đây con hái nè các bạn ơi. Đây đây. Wow, anh cũng hái chứ bự cái gì? Bự nè. Wow, đẹp chưa? Hôm nay mấy đứa nhỏ nhà mình không có đi. Nè nè nè, bên đây. Wow, uổng chưa các bạn? Nguyên một chùm bự như vậy mà nó dính đất không ai hái. Trái này ok mà. Ok không? Rồi nó bị mất rồi các bạn ơi. Cho nên nó dâu nó cũng bớt đi rồi. Đó. Trái vậy là đẹp lắm đó ha. Nhọn nhọn, bầu bầu, đều đều như thế này. Quá đẹp ha. Ngập luôn nè. Quá nhiều quá mà mưa dính đất. Dính đất rồi. Wow, đây có hai trái bự to đùng nè. Hái không các bạn? Hái nha. Hai trái xuất sắc nè. Nó mập gì mà ăn gì mà mập dữ vậy dâu. Đã chưa? Đã quá. Tuyệt vời ghê. Không ngờ mình nhặt được cái hai trái này nó bự. Chỗ nào để? Đó. Để đó đi. Đây nhìn cái dâu ngộ đời trên này các bạn. Đó. Nhìn giống gì các bạn ơi. Nhấp rồi trái luôn. Trái này bự quá ha. Nè, trái này được nè. Quá sức rồi, đã luôn nè. Trái được ha. Wow, trái này hấp dẫn, ngon nè. Ngon nè, hái. Chỗ nào mà dâu tây nó mọc thưa thưa các bạn, là cái trái nó bự. Đây, nguyên một ổ dâu bự. Tuyệt vời bự luôn. Coi. Này. Đây, mình quay cho các bạn xem nè. Mê luôn. Muốn cầm nắm giật hết chừng này luôn các bạn. Các bạn thấy đẹp không? Đó, xuất sắc trời xanh. Đẹp quá. Trúng một ổ dâu tay luôn các bạn. Cầm mà nặng cả tay mà rung rinh cũng không dám rung rinh, sợ nó rớt hết trơn. Coi đã chưa? Đã không? Giờ sao hái? Thôi hái từ từ nha, từ từ thủng thỉnh mà hái. Wow. Cái này đầu tiên. Các bạn nói cầm dâu bẻ ngược lên hả? Bẻ ngược lên hả? Là nó ra hả? Mình hái thử kiểu các bạn chỉ xem. Vậy hả? Wow. Nó tràn ngập cái tay rồi. Nó ngập ngẹt. Nó đầy cả tay rồi. Hái hết nổi rồi các bạn ơi. Nguyên một chùm ở đây nó bự. Nó đã tay gì đâu. Wow. Nè. Cái rổ đâu rồi? Rổ ở xa quá vậy. Đó. Đi mà bỏ cái rổ thiệt xa. Kia ông xã mình kia. Vẫn còn ngồi đó hái dâu. Mọi người hơi bớt rồi đó. Người ta về bớt rồi đó, các bạn ơi. Thấy chưa? Đó, người ta về bớt rồi. Trời cũng chiều rồi đó. Wow, toàn trái bự. Lạ lùng, đã chưa? Bự uống nu uống nằng hết ha. Dâu hôm nay đã hơn hôm trước ha. Hôm trước mình đi hái toàn dâu hương không à. Cái hôm nay tuyệt vời luôn nè. Rồi đi hái tiếp. Tiếp còn gì nữa. Ở đây cũng có một trái nè.
ok thôi, không có bự lắm. Nặng nha bạn, dâu hôm nay năm này á, tất cả xung quanh ở đây toàn là trúng mùa dâu ha. Ông trời ông cho mùa dâu là mình có mùa dâu, mùa quýt là mình có mùa quýt, mùa cam mình có mùa cam, cho gì thì có đó, không cho thì không có đó. Anh ơi sao anh hái nhanh quá vậy? Hái gì mà nhanh vậy đó? Hái khiếp chưa kêu các bạn ơi. Ông xã mình nè, chuyến này mình về có một bữa ăn vô tay thiệt là đã rồi các bạn. Mê chưa? Ông hái coi trái nào đến thấy bự to đùng mà dâu đẹp không vậy anh? Đừng hái trái nhỏ anh ơi. Hái đại xong. Thôi không hái trái nhỏ đâu, hái trái bự thôi. Mình phải tìm là phải dễ. Tìm cái nào có rồi hái. Đó, ông xã của mình kìa các bạn. Ông hái kìa, coi coi coi. Sao bây giờ ông đổ qua bên mình nè. Thấy đã chưa? Đó. Không hái, hái mà không có quay á. Đã, thiệt là đã, dâu gì đâu mà nó mê quá các bạn ơi. Coi, nguyên một rổ đầy uống nụ luôn nè. Hôm nay á, hái dâu sướng thiệt á. Hái đã tay thôi. Wow, cái trái này các bạn bự, bít xà bự luôn. Nữa. Còn trái này bự nữa không? Chùm bự ha. Ông xã mình đã giúp cho mình có số lượng dâu thiệt là đã nguyên một núi dâu luôn. Bây giờ mình sẽ hái nè. Đây, anh xã tìm cho em hái thì được ha. Wow. Anh vặt ra cho em, vặt ra để em quay cho đẹp quá nè. Đẹp quá các bạn ơi, các bạn thấy đẹp không? Đây nữa nè, toàn là cái đều cái đẹp lắm mà. Mê không? Ủa đây nữa hả? Sao anh giỏi vậy, anh tìm toàn thấy đẹp. Anh bỏ anh tay em, bỏ anh tay em. Nó bỏ anh tay em để cho em hái. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đã quá anh ơi. Nè đầy tay rồi, đầy cũng thích hái, em hái đầy tràn thôi. Anh à, để cho em hái mà. Em bắt không được, bắt tay bắt không được. Em bắt được, đó. Wow, năm này đi hái vào tay chưa được nào mình hái mà nó đẹp như được này các bạn ơi, mê thiệt. Coi, còn nữa không? Đã quá. Cái này ok hái luôn. Cái bự không anh rồi. Nguyên cái rổ dâu không có thể ngờ được mà mình hái được cái rổ dâu như thế này. Ở nhà mình hái như vậy chắc là trúng mùa mạnh đó các bạn ơi. Mùa này là gió bão dâu tây nó tới, nó đổ xuống vườn mình hay sao. Quá sức là đã luôn. Bên đâu? Nhiều quá vậy. Ông xã mà đi tìm cho mình hái sướng. Đâu đâu đâu. Đây hả? Trung bình thôi. Trung bình không hái đâu. Bự mới hái. Ở đây đi hai cái khác vậy. Đây đây, chúng chúng hai cái bự. Đây, một bự, hai bự. Bự dẹp các bạn ơi. Đó đẹp ha. Đã. Cái này giá nữa nè. Chỗ này năm thôi, năm hái thôi. Nhiều quá. Cái vuông. Cái này hình cái răng nè. Này, làm nguyên một rổ vuông như thế này làm sao mà ăn cho hết. Bự hả? Bự hả anh? Nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá. Mê chưa? Wow. Mỏi tay các bạn ơi. Đây, 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 hai trái, hai trái. Đây nữa. Thôi, ông xã đi tìm cho mình hái là vui nhất. Mình với ông xã mình đang đi hái dâu nè. Coi ông tìm mình hái là vui nhất. Đầy quá rồi anh ơi. Mê quá. Đó.
có phu quân vạch cho hái là coi như quá tuyệt. Đã thiệt các bạn ơi, quá lượng bỏ tay lên anh. Ố, chạy nữa. Để từ từ em hái. Anh thích hái như vậy nè, hái tham như vậy nó vui lắm. Đó, nguyên một mớ luôn. Hả, năm này dâu gì đâu mà. Nó xin một cái là xin chồng xin chắc, xin đổ xin tràn các bạn ơi, nó tràn trề luôn. Muốn nằm đây quá các bạn ơi, muốn nằm đây ăn một miếng dâu cho nó đã thôi. Nhưng mà sợ dơ không dám ăn à, sợ dơ. Về nhà rửa rồi ăn, ăn đâu bụng ngoài chạy không kịp. Ở đây không có, ở đây rộng quá không biết chạy đâu nữa. Chỗ nào đó. À, thích quá các bạn ơi. Các bạn đi hái dâu dẫn theo ông xã đó, cái bắt đầu ông vạch ra cái mình hái nó sướng lắm. Mình tội đi tìm cực, đi tìm cực quá các bạn. Coi. Wow, hết sảy cao cao. Hết sảy. Nè, dọc đường nè. Các bạn thấy dọc đường dâu không? Dâu chín dọc đường nè. Đó, không ai hái hết. Đây là dọc đường. Đây cũng là dọc đường luôn. Nè. Đó. Xung quanh nè. Ô, rớt. Ở đây có trái nè anh ơi. Trái này nè. Có trái nào nữa không anh? Khiêng giùm em đi. Ta em khiêng nổi không? Ừ. Trong này hả, có không? Nè, một cái bự nè. Đúng quá. Cái đó hư rồi, cái đó hư rồi. Hư rồi. Đã quá. Cái này quá nè. Này hả? Ừ. Coi. Đẹp quá anh ơi. Hôm nay vô gặp được vàng rồi các bạn ơi. Nguyên một rổ đầy luôn. Tuyệt vời. Còn ông xã mình kìa, cũng cầm sẵn một chùm cho mình hái. Tới coi đã chứ. Cái chùm gì đâu mà nó mê quá anh ơi. Anh cầm máy cho em hái đi. Hái khỏi cả em. Mê quá, rung cả tay luôn các bạn. Coi nè. Thích quá. 1, 2, 3. Tuyệt vời chưa. Wow. Ở dưới vỏ. Ở vỏ đây. Oh, sát chứ. Oh, đẹp không? Rồi, chắc được rồi đó anh ơi. Đây, thêm vài trái nữa không? Đây, trái này. Trái bự nè. Cái này hả? Cái này chín quá. Đây, cái này được không? Không bị. Cái nào bị không? Đi hái cái khác đi. Wow, hôm nay mình hái nguyên một mâm dâu tay bự nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi tìm chỗ khác mình hái. Đây các bạn ơi, hôm nay hái nguyên một mâm dâu tay gì đâu mà nó đẹp. Nó đẹp từ trước đến nay mà mình thấy đó các bạn. Quá chừng là đã rồi. Rồi. Mê quá, muốn ăn quá các bạn. Mình muốn ăn quá. Anh ơi, trái nào nó cũng bụi như nhau. Giờ không biết mang trái nào. Có nước sữa kìa. Trái kia nó nước sữa. Đỡ. Nặng quá. Bỏ dưới. Nãy nhiều trái bự lắm, sao bây giờ em thấy đâu chừng. Bự dưới. Cái gì bỏ dưới trái kia kìa, bỏ dưới bự thắt kìa. Vậy trái dâu đã chưa? Mình sẽ ăn vài trái mới được. Nó ngon quá, làm sao mình mà bỏ cơ hội ăn được. Nó bụi bụi sao sao các bạn, ăn luôn nha. Mát miệng nha. Rất là mọng nước luôn. Quá đã. Ngon tuyệt các bạn ơi. Thêm trái nữa nha. Nó ngon gì đâu, nó ngọt. Mà nó có một khoảng 10% là chua thôi. Nhưng mà ngọt nó mạnh hơn chua cho nên mình ăn không có thấy chua lắm. Trái này hườm hườm nè. Ngon quá. Nó nặng quá mà các bạn. Ăn vài trái là no thôi.
Cái nào trên nó bự ha. Đã không? Đó. Cùng ăn nha. Hôm nay buồn buồn cuối tuần đó các bạn. Ông xã mình chở đi dạo. Trái này hơi mềm. Thêm trái nữa nha. Tìm trái nào hườm hườm á. Nhiều lắm mà mình thích tìm trái hườm. Đây, trái này hườm nè. Nó chưa có chín sậm. Ăn mới đã. Say mê là đã. Thôi thêm quá, thêm trái nữa. Các bạn ăn thêm trái nữa sẽ kết thúc ở đây. Đi tìm mâm xôi hái nha. Bây giờ hái dâu tây xong rồi ăn no nê rồi. Đã. Vừa đi vừa ăn. Tuyệt vời luôn. Thôi đi các bạn ơi. Chừng này chắc 6-7 kg gì á. Giờ mình sẽ đi vô trong cái vườn mâm xôi nè, các bạn thấy không? Vườn mâm xôi này đẹp ngất ngây luôn ha. Bên này nữa nè. Đó. Vô đây. Tha hồ mình hái mâm xôi cho các bạn xem nè. Nhìn như là chốn hồng tiên nè các bạn. Bưng kia rổ vào tay đi thăm mâm xôi nè. Quá xuất sắc. Quá xuất sắc là một. Bây giờ mình sẽ đi hái mâm xôi nha. Các bạn xem video của mình, nếu mà các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn cho mình một like, đăng ký, chia sẻ giúp kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một ngày thiệt là vui vẻ và thiệt nhiều sức khỏe. Nhìn dâu tay thôi là thấy chữ mê, chữ mệt áo quá. Khiêng nó nặng, nó mệt gì đâu.